Hả? Chú Khánh không gì ạ? Lúc này nha, nước gì? Cà phê đen kìa, cà phê đá. Hả? Uống gì nào? Sữa không? Sữa không? A few moments later. Hết tiền rồi, hết tiền rồi. Tiền đâu? Có đâu? Có đâu? Đâu có đâu, phải đâu? À, tiền giả bộ hả? Còn gì nữa đâu mà khóc vui. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 Gia đình Việt. Kể từ khi bé Destiny chào đời, gia đình Trường Giang, Nhã Phương ngày càng được khán giả yêu mến bởi sự dễ thương của cô con gái. Mới đây, nam MC lại cho ra lò một clip siêu đáng yêu khi Destiny gọi nước tại quán của ba mình. Trong căn biệt thự lộng gió, gia đình Trường Giang có một quầy nước nhỏ. Đây cũng chính là nơi anh và con gái chơi trò bán hàng đậm chất tuổi thơ mà ai cũng từng trải qua. Theo clip, bé Destiny muốn uống nước do chính tay ba Trường Giang pha, nhưng lại chẳng biết tên nước là gì, đành phải nói: "Uống nước này nha." Yêu cầu của vị khách đặc biệt làm anh chủ quán phải tròn mắt hỏi lại: "Nước này nghe là nước gì?" Nhưng cho đến khi Trường Giang hỏi về tiền nước thì bé Destiny nghĩ một lúc rồi đưa đôi bàn tay trống không đáp đầy. Ông xã Nhã Phương đứng hình một lúc rồi mới nhận ra, đây là tiền giả bộ hả? Vậy là vị khách duyên thiếu nợ này hôm nay lại không có tiền nữa rồi. Đoạn clip đáng yêu chưa dài đến một phút ngay sau đó được chia sẻ nhiệt tình trên các mạng xã hội. Nhiều netizen còn vui vẻ đùa, khách cứ thiếu nợ thế này thì anh chủ quán lấy gì nuôi con gái đây? Được biết đến là một MC tài năng với lối dẫn duyên dáng, hài hước, Trường Giang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi gia đình hạnh phúc yên ấm. Sự ra đời của bé Destiny giúp khán giả thấy được sự yêu thương hết mực của Trường Giang dành cho con gái. Đôi khi, đến Nhã Phương cũng phải ghen tị vì sự thân thiết của hai bố con. Là con của những người nổi tiếng thế nên mọi nhất cử nhất động của các nhóc tì vi biết luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Không còn che giấu diện mạo của ái nữ, Trường Giang, Nhã Phương dạo gần đây đã chịu đăng ảnh full HD cận mặt cô công chúa nhỏ Destiny. Đến hẹn lại lên, trên Facebook cá nhân, Trường Giang khoe ảnh bên nhóc tì trong căn biệt thự tiền tỷ kèm dòng trạng thái: "Chào ngày mới, bình yên." Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như netizen không thấy hình ảnh ái nữ Destiny ngồi một mình vắt vẻo trên ghế cao. Dù được Trường Giang đứng đối diện, nhưng hành động để con đứng một mình của nam nghệ sĩ vướng nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng bé Destiny còn quá nhỏ, chưa thể tự mình đứng vững trên ghế được nên có thể gây té ngã nguy hiểm. Một số khác thì lên tiếng bênh vực vì có thể Nhã Phương hay ai đó đang đứng sau quan sát và bảo vệ nhóc tì. Hơn ai hết, vợ chồng mười khó sẽ cẩn trọng trong việc bảo vệ con gái nhỏ. Mới đây, học sinh mầm non và tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đi học trở lại sau gần 10 tháng nghỉ học. Rất nhiều sao Việt cũng hòa chung không khí nô nức đưa con đến trường. Một trong số đó có nghệ sĩ Trường Giang. Trên trang Facebook cá nhân của mình, Trường Giang có chia sẻ hình ảnh cùng con gái mình kèm dòng trạng thái: "Ngày đầu cô gái nhỏ trở lại trường học, khoảnh khắc đưa con gái đi học của Trường Giang đã khiến người hâm mộ cảm thấy thích thú vì quá dễ thương." Nhóc tì nhà Trường Giang, Nhã Phương trong ngày đầu đi học lại mặc một chiếc váy hồng vô cùng hợp với làn da trắng sứ, cùng với đó là đôi mắt to tròn đen láy, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn thấy được nhóc tì cực xinh xắn, đáng yêu. Con gái của Trường Giang, Nhã Phương là bé Destiny, sinh tháng 1 năm 2019, hiện đã bước sang tuổi thứ 3. Dù không lộ diện trước công chúng, song qua những khoảnh khắc đời được bố mẹ chia sẻ có thể thấy được cô bé rất thông minh và lanh lợi. Không ít lần khán giả phải trầm trồ trước sự thông minh của Destiny. Khi mới hơn 2 tuổi, cô bé đã có thể nhớ được hết bảng chữ cái tiếng Anh dù bố mình có cố tình đánh lạc hướng. Bên cạnh đó là nhận diện các màu sắc bằng cả tiếng Anh. Nhóc tì cũng rất ham học hỏi khi thường ngày còn đòi mẹ học cùng mình từ rất nhỏ. Về phía nghệ sĩ Trường Giang, anh còn là một thành viên của hội những ông bố nghiện con vì dù bận rộn cỡ nào cũng dành thời gian để nấu nướng, tắm rửa cho con và chơi cùng con. Chính những khoảnh khắc này, khán giả càng thêm ngưỡng mộ nghệ sĩ Trường Giang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi điểm tin trên kênh Gia đình Việt. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Nhã Phương, sở thích của mình là thích ăn, thích ngủ với mẹ. Sở thích gì mà á con như vậy? Nhã Phương có cách nào để giải sự việc? Một là khóc cho đã. Không, ngủ. Ngủ nghe nhạc. Sao đơn giản vậy? Buồn, vui, bất chợt và nổi cáu mà đôi lúc không biết tại sao. Sao mà lẳng lặng dơ tay. Đi về Nhã Phương là có hết. Những gì nãy giờ anh nói, coi như là xong rồi đó, đời em thua rồi. Đi á. Chị cũng tính hết trơn mình nào. Ủa ông Hoàng Phúc, ông Hoàng Phúc, em tới đây để ông Hoàng giải cứu em mà kỳ vậy? Anh sẽ mang em đến một nơi chân trời mới. Mặt mũi tìm với em.
Hồi nãy giờ em mới bước vào lạnh á. Anh lạnh cách đây nửa tiếng. Khách nó quan trọng nhất là khoảnh khắc bước vào lễ đường. Nó khủng khiếp lắm. Em bước ở đây. Chúng ta phải luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Dạ đúng rồi, cái này là em nè. Bây giờ em nhìn thẳng mắt anh nè, em nói đi. Em có thích anh không? Trả lời thật lòng. Dạ em yêu Hoàng. Em yêu Hoàng đúng mà. Em đã có một cái giải pháp rồi đó. Tức là khi em xử lý vấn đề, em đừng có quá vội. Đừng có bao giờ em nổi nóng hoặc là em phản ứng một cách rất là mãnh liệt. Thì điều đó sẽ làm cho em dễ cân bằng hơn về mặt cảm xúc. Đừng để rơi vào một hố sâu rồi kêu người ta thả như thần xuống đu lên. Đúng không? Vậy là ông Hoàng không bao giờ bị stress hả? Bị, nhưng mà anh biết cái cách kiềm chế cảm xúc. Ví dụ như anh nhớ em, anh nghĩ trong đầu là đừng nhớ Nhã Phương nữa, bởi vì cô ấy thuộc về một người đàn ông khác rồi. Là anh lại sống, ok. Rồi, bây giờ anh em mình ném thử. Bỏ đuổi xuống đi mấy đứa. Làm nó mắc, cái mục tiêu quá. Thử thôi. Ai cho ăn. Anh thử độc ác, ông Hoàng độc ác nhất chừng mà em từng gặp. Ta thưởng thức cái món này trước anh chàng ăn. Có khi nào mình được phá lại không? Phải ghét thiệt luôn á. Ông Hoàng ơi, ông Hoàng ăn đi, ông Hoàng đừng nói được không? Không. Hãy thể hiện em là bào đi em. Bánh ghẹ đó, trời ơi. Cái này ngon lắm. Nè, nè, ăn đi, thử cảm nhận, cắn cái coi. Ngon quá. Ngon. Đã cho hai cái mang về. Được nữa hả?